Chào mọi người đã quay lại với KCND Shop. Trong clip này mình sẽ giới thiệu với mọi người mã firewall của Fortinet FG200E. Cái mã firewall này thì nó không đi kèm theo license UTM mà nó chỉ có mình hardware không. Thì đây là dòng firewall mà Fortinet mà target cho khối doanh nghiệp vừa, và đây cũng là dòng firewall mà rất nhiều khách hàng trên thị trường sử dụng, và thực sự mà nói là nó mang rất nhiều tính năng ưu việt. Thì mình cũng unbox ra để xem là trong phần mua thiết kế như thế nào. Mình rất thích cái cách đóng gói của Fortinet. Cái hộp thứ nhất là chắc chắn, thứ hai nữa là mình có thể xách được rất là hoàn thiện, nó giống như hộp quà, thiết bị y hệt như hộp quà, sách đi dễ dàng. Thì bên trong hộp thiết bị thì bao gồm có là thiết bị này, phụ kiện này. Thì mình phụ kiện thì bao gồm dây nguồn, và bên trong thiết bị nó có một hộp cổ phụ kiện rất là đẹp, thì cổ phụ kiện, bên trong hộp phụ kiện mình có cái sách hướng dẫn này, quick guide step by step này, đây là sách hướng dẫn dài, một dây console này, dây console chuẩn RJ45, dây console đây, đây là dây mạng internet, và một bộ flash mount kit, hai flash mount kit của Fortinet rất là chắc chắn, cẩn thận, đây, dày, khỏe, và một cái dây nguồn, đây là phụ kiện của thiết bị. Thì mình review qua cái phần thiết kế mặt sau trước. Mặt sau thì có một cái chỗ cắm nguồn, cái dòng thiết bị này chỉ có một nguồn AC, rồi vào nguồn AC đây, và công tắc nguồn, và có một cái chỗ để cắm nguồn vào là DC. Thì nguồn này là nguồn dự phòng, nhưng để có được cái nguồn dự phòng này thì chúng ta phải mua một cái power supply của Fortinet, nó to giống như là một cái con thiết bị này, và cái power supply đấy nó sẽ cung cấp nguồn dự phòng redundancy cho khoảng 7 đến 8 thiết bị, cho 8 thiết bị. Thì nó khi đấy mình sẽ có cái nguồn input cắm vào đây, thì xem sẽ thêm nguồn dự phòng cho thiết bị. Và có một cái chỗ bắt dây tiếp điện, dây nối đất, dây nối mát đây. Đấy là thiết kế mặt sau của thiết bị. Còn thiết kế mặt trước của thiết bị thì có gì? Đây, mặt trước của thiết bị chúng ta sẽ thấy có là một cổng console. Đấy, cổng console thì chúng ta sẽ cắm cái dây console chuẩn giờ gì với nhau ăn vào cái console thiết bị. Đây, như thế này. Đấy, console. Đấy, console của thiết bị. Đấy. Và một cổng USB. Cổng USB để làm gì? Cổng USB này chúng ta có thể có file cấu hình của thiết bị, hoặc là firmware hoặc OS của thiết bị, chúng ta cắm vào khe slot USB này. Thì khi đấy chúng ta có thể up OS cho thiết bị, hoặc là up lại file cấu hình, up file cấu hình từ bên ngoài vào trong thiết bị để chạy luôn, cũng như là việc là export các cái file cấu hình đang chạy trong thiết bị sang lưu trữ sang USB để làm backup, hoặc là export các cái monitor, các cái log, các cái traffic ra đây là USB để mình phục vụ cho công tác là monitoring hoặc là cho bộ xuất tinh. Có hai cổng, vừa là management vừa là HA, MGMT và HA. Thì khi chúng ta cần chạy hai thiết bị ở chế độ là exit thì, hoặc là exit standby, tức là chạy hai chế độ HA với nhau, thì chúng ta có thể dùng cổng HA để nối lại hai thiết bị lại với nhau. Và cái cổng MGMT là cổng chuyên biệt để quản trị. Thì khi mà trong mạng có một cái VLAN chuyên để cho quản trị, thì chúng ta có thể nối cổng này vào VLAN đấy, và khi đấy là traffic quản trị của
toàn bộ hệ thống mạng sẽ đi riêng, tách biệt hoàn toàn với các trang phích khác trên mạng. Điều này đảm bảo cho việc là bảo mật cũng như là tính an toàn cho việc quản trị thiết bị, cấu hình thiết bị. Thiết bị có hai cổng WAN, WAN 1 và WAN 2. Đấy, WAN 1 và WAN 2 đây. Thì các cái cổng WAN này chúng ta có thể là cấu hình là chọn để kết nối vào các cái đường của các nhà mạng hoặc là đường MegaWAN hoặc là đường STTH gì đấy. Thì đây là các cổng WAN. Nhưng đối với dòng firewall Fortinet ấy, thì tất cả các cổng Ethernet từ cổng 1 cho đến cổng 14, này cổng 1 cho đến 10 cổng 14 thì chúng ta đều có thể là sử dụng cổng layer 2 hoặc là layer 3 để được hết. Có nghĩa rằng là khi mà mạng của chúng ta có nhiều hơn 3 đường vào, 2 đường vào thì chúng ta có thể chọn ra một trong các cổng Ethernet này. Chúng ta kết nối làm đường vào đều được hết, đều có thể cấu hình là layer là hoàn toàn được hết. Đấy thì firewall cung cấp cho chúng ta thêm 14 cổng LAN, 14 cổng LAN. Thì các cổng LAN này chúng ta có thể nối vào core switch, vào router, vào các vùng server như là DHCP server, DNS server hoặc là web server, thì tùy theo cái yêu cầu kết nối chúng ta có thể chọn các cổng này để kết nối. Và bốn cổng từ cổng 15 cho đến cổng 15, 16, 17, 18, 18, từ cổng 15 đến 18 là cổng SSP cổng quang, thì chúng ta có thể kết nối cổng quang vào đây, kết nối các cái mô hình quang tùy theo các cái yêu cầu kết nối quang là bao nhiêu. Cổng quang này cổng quang 1 bit thì chúng ta có thể sử dụng các cái mô hình quang 1 bit single mode hoặc multi mode để sử dụng nối vào đây. Thì các cái cổng quang này cũng là cái cổng mà kết nối đến các cái nhà mạng cung cấp đường truyền đến đây được. Và các cái cổng quang này thì chúng ta có thể kết nối có thể cấu hình là các cái giao thức security cũng như là các cái giao thức mà có thể hỗ trợ thêm các cái giao thức OPQE của nhà mạng thông qua các cổng quang này. Chúng ta đi qua đến cái phần cứng hoặc là năng lực của firewall. Thì phần cứng của firewall ấy thì là firewall có năng lực là throughput là 20 gigabit per second, tức là firewall throughput là 20 gigabit per second. Còn khi mà activate cái phần IPS throughput lên thì IPS lên thì throughput của nó chỉ còn là 2.2 gigabit per second. Next generation firewall thì chỉ còn là 1.8 gigabit per second. Khi mà chúng ta mà activate cái phần UTM lên trong firewall lên thì performance sẽ xuống của firewall sẽ xuống rất là nhiều, bởi vì khi đấy firewall phải tất cả packet đi qua firewall phải check, phải có tài nguyên để check các cái phần malware, phần lọc gói tin hoặc là phần các cái gói tin độc hoặc các cái mã độc cũng như là lọc virus. Đấy. Thì bởi vậy nên là cái năng lực của firewall thì đấy nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Rồi khi mà activate cái threat protection lên thì cái năng lực của firewall sẽ còn là 1.2 gigabit per second, còn concurrent session sẽ là 2 triệu, còn new session per second sẽ là 135.000. Kiến trúc của firewall của Fortinet, cái thiết kế của Fortinet ấy, thì cái kiến trúc và phần cứng của Fortinet được thiết kế chuyên biệt dựa trên cái công nghệ là RISC-V của và Security Processing Fortinet Unit. Thì cái kết hợp giữa cái chip chuyên biệt của Fortinet cộng với lại các cái Fortinet Security Processing và chạy trên hệ điều hành và Fortinet và OS Security nữa thì nó cho phép là firewall hoạt động
hiệu năng cao với các kích thước gói pin khác nhau và tăng tốc đối với các loại kết nối như là VPN, đối với tất cả các loại kết nối VPN đảm bảo hiệu năng cao khi activate dịch vụ UTM cũng như là các ứng dụng khác, đặc biệt là tạo kiến trúc được chạy trên hệ điều hành Fortinet nữa, thì cái việc triển khai các dịch vụ như là switching layer 2 này, routing layer 3 này, hoặc là đặc biệt là triển khai các dịch vụ như là SD-WAN được triển khai được hệ điều hành của Fortinet hỗ trợ rất là tốt và triển khai dễ dàng, không phức tạp như các một số hãng khác. Thì Fortinet ngoài việc là hỗ trợ cái việc là cấu hình bằng CommonLibBay thì chúng ta có thể là cấu hình bằng WebBay, tức là bằng web rất là dễ. Và SD-WAN của đối với Fortinet thì việc SD-WAN chúng ta không phải mua bất cứ một cái license gì cả. Trong firewall với cái mã là bay như thế này chúng ta có thể triển khai SD-WAN được. Và nữa là ngoài SD-WAN thì chúng ta có thể triển khai IPsec, VPN hoặc là SSL/VPN đều được. Nếu như chúng ta cần chạy các cái dịch vụ security lớp ứng dụng lớp application thì chúng ta phải mua thêm các license UTP, UTM như là các license về UTM 1 năm, 3 năm hoặc là 5 năm. Thì khi mà mua các license UTM, UTP thì chúng ta có thêm các cái chức năng như là web filtering này, anti spam này, anti virus hoặc là IPS. Đấy, thì tùy theo cái nhu cầu của doanh nghiệp chúng ta có thể mua cả gói license UTM hoặc là mua từng thành phần UTM một, từng thành phần CVTT một, thì hãng đều có các cái pack, các cái gói dịch vụ tương ứng như vậy và thời gian là 1 năm, 3 năm và 5 năm. Thì khi mà chúng ta mua cái gói dịch vụ cái gói subscription đấy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ được bảo hành thiết bị trong vòng tương ứng với cái thời gian mà cái gói subscription ấy enable đấy. Thì cái đấy là cái mà hãng họ khuyến khích là dùng firewall nên mua thêm những gói subscription, nó bảo mật hơn, nó an toàn hơn cho hệ thống mạng và nó đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu bảo mật ngày càng tăng của doanh nghiệp. Thì đối với firewall của Fortinet hay của các hãng khác đều như vậy, là nếu như chúng ta mua các gói subscription mà hết thời hạn thì chúng ta nên có cái kế hoạch mua tiếp theo, mua renew, chứ không để quá thời hạn renew đi khoảng 5-6 tháng thì chúng ta sẽ khi chúng ta mua renew tiếp chúng ta sẽ rất là thiệt. Và yêu cầu chính sách của hãng ấy là mặc dù chúng ta ví dụ như hôm nay là chúng ta mua renew nhưng cái gói subscription mà đang chạy trong firewall đã hết hạn khoảng 3 tháng thì chúng ta sẽ bị mất đi 3 tháng sử dụng, có nghĩa là thời gian renew là tính từ khi mà gói UTM đang sử dụng đã bị hết hạn. Thì tốt nhất là chúng ta nếu mà có kế hoạch renew các cái subscription license thì chúng ta mới có kế hoạch mua trước khi nó hết hạn. Thì đấy là những cái mà chú ý khi sử dụng thiết bị. Còn đối với thiết bị này thì cấu hình rồi sử dụng rất là dễ dàng, đặc biệt là Fortinet hỗ trợ rất mạnh cái phần WebBay trên dashboard. Các bạn có thể cấu hình, các bạn có thể đặt policy, các bạn có thể monitoring traffic hoặc các bạn làm các cái giao vụ như là nếu mà chạy các cái subscription như là URL filtering hoặc là anti spam, anti virus thì đều cấu hình ở trên web hết và đều có những cái report, có cái những cái tool công cụ để chúng ta có những cái view rất là rõ ràng. Thì
trong kho của CND Shop luôn có sẵn cái mã Fibua này. Nếu các bạn cần order hoặc cần hỏi gì kỹ thuật về liên quan đến sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp một cách nhanh nhất. Nếu mà thấy video có ích với bạn thì hãy subscribe, like, share và subscribe của kênh để nhận thêm các thông tin về các mã sản phẩm khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại.